Rồi bây giờ đo tua thử luôn cho cô chú anh chị mình coi bé này nó bao nhiêu tua nha. Dạ bà, xin chào cô chú anh chị đã quay trở lại với kênh của Tâm Vlog. Cảm ơn bà con mình luôn sát cánh, luôn đồng hành cùng kênh của Tâm Vlog nha. Dạ bà con xem kênh bấm một cái nút đăng ký bên dưới để cập nhật những mẫu ghe máy mới nhất từ tháng. Và hôm nay mang đến cho cô chú anh chị mình một con Isaki 3. Dạ con này thì 30 ngựa, lòng 83 ly nha cô chú anh chị nha. Nghĩa địa về, đồ đạc coi nè. Rồi và đây là chi tiết nha, giá rẻ cho bà con mình luôn. Ai có nhu cầu liên hệ với em. Mời bà con. Mưa. Ở đây thì em gửi tới bà con mình một con Isaki. Isaki 3 máy nha cô chú anh chị nha. Đời này thì cậu đạt cũng có tra là đời 203, lòng 83 ly. Con này nó rơi vào tầm 30 ngựa nha cô chú anh chị nha. Máy này là nghĩa địa về, nhà cho nên là đồ đạc nó đây. Đó, giá rẻ cho bà con mình, cầu chì nè, dây điện, dây đài, 3 máy nha. 1, 2, 3, những con bét rồi còn rất là đẹp bà con. Đây phần cam cò phía bên trong, rất là nét nha bà con. Nhờ con này dành cho những cô chú anh chị nào chạy máy phát điện nè, chạy vỏ composite, tiết kiệm và nhỏ gọn, rất là đẹp nha. Và chất lượng luôn, tấm dáng của em nó này là D Enso, quá đẹp luôn bà con. Lóc clip rồi còn đẹp lắm, mắt nước nè, rất là sáng nha. Bánh trớn cực nét luôn. Con này hiện tại bây giờ cậu em đang kêu chỉ với giá 12 triệu thôi. Dạ coi máy thương lượng trực tiếp tại cầu Rạch Miễu Bến Tre, cách cầu Rạch Miễu chạy xe tầm khoảng 5 phút nha bà con. Ba máy, coi dúng của bồ còn luôn, rất là đã. Tầm khoảng 30 ngựa nha bà con, rất là đã nha. Đây là tổng dáng chi tiết, tí nữa sẽ có một clip nổ máy cho bà con mình luôn, đi mô sạc có luôn. Con này là cốt ếch không cậu? Kiểm tra cốt rồi phải không? Cốt ếch hơi đẹp nha cô chú anh chị nha, cốt ếch hơi đẹp luôn. Ở trong đây nó như thế này, nó lên tất cả luôn, nét cực kỳ, quá tươi. Ra cái, con bước qua đây cái, máy đẹp quá bà con, quá đẹp luôn. Isaki 3 máy nha, giá chỉ có 12 triệu thôi. Ai có nhu cầu thì liên hệ, chị còn bấm luôn nè, liên hệ trực tiếp qua cậu em. Dạ để xem máy và test máy. 3 máy tầm 30 ngựa và nhỏ gọn, tiết kiệm, chất lượng. Thử luôn cho bà con luôn, vô nước rồi đi cậu đạt á, test nổ luôn. Máy rất đẹp nha bà con. Dạ con mới kéo ra đây nè, dàn bánh trớn đẹp lắm, cực nét luôn, ốc tán là nhìn đã mắt luôn á cô chú anh chị. Con này là 3 máy nha, con này chạy vỏ composite, vỏ mà ghe nhỏ nhỏ tầm khoảng 2-3 tấn đó cô chú anh chị, 3 tấn vẫn chạy có tốc độ nha, rất đẹp nha. Con này chạy máy phát điện được nhiêu ký cậu? 15 ký. Chạy tầm 10-15 ký cho máy phát điện được luôn nha cô chú anh chị nha. Máy rất là nét, rất là đẹp. Đồ đạc thì còn đủ hết. Đề Denso, cục sạc, sạc Denso luôn, đồ zin nha, của nó luôn, 12V. Đây, rất là nét. Cánh quạt, cánh quạt nằm ngoài kìa. Bà con mình có cần xài cánh quạt thì cậu em sẽ đưa cánh quạt lại. Rồi, bây giờ cậu đạt chuẩn bị cho nó nằm nghiêm chỉnh, ngay ngắn cái. Nước nôi qua rồi, dầu mỡ cho nó chuẩn hết, bắt đầu sẽ đề nổ luôn cho bà con mình. Vỏ gỗ thì tầm khoảng 3 tấn đổ lại nha. Dạ, còn vỏ composite thì chạy chắc đạt tốc độ. Kéo demo tầm khoảng 15 ký nha cô chú anh chị. Ai có nhu cầu thì cứ liên hệ trực tiếp qua cậu em. Tầm 30 ngựa. Isaki lòng 83 ly nha cô chú anh chị nha. Con này tua rất là lanh. Máy nghĩa địa về, đã kiểm tra, đảm bảo cho bà con mình cục ếch tăng ra. Dạ dàn hơi còn đẹp nha. Tổng dáng của em đó, để cho chắc cú hết luôn. Rồi sẽ test nổ. Coi máy cách cầu Rạch Miễu Bến Tre và tầm 5 phút chạy xe nha bà con nha. Đó, ngoại hình máy, nắp nít rồi rất là đẹp, lông la lông lanh luôn. Heo đẹp lắm nha cô chú anh chị, dàn heo nhìn nét luôn, rất là đã. Về bà con mình chạy máy phát điện hay là chạy vỏ composite hay là đặt ghe chạy cũng được, rất là ngon. Cái này là cái báo nhất điện nè bà con. Đó, còn đủ đồ hết, dây điện dây đài từa lưa hết. Cái này hả? Máy tắt điện. Tắt điện luôn hả? Ồ,
tắt điện luôn, còn tắt điện luôn nha cô chú anh chị nha. Rất là đã, đây. Còn đồ tắt điện luôn. Đó. Bao nhiêu máy còn đủ đồ từ A tới Z. Nhà cậu Đạt kiểm tra xong hết rồi nổ máy cho bà con. Rồi, giờ để nổ thử luôn nha bà con. Nổ đi cậu. Rất là nhẹ nhàng nha. Và nhỏ gọn, chất lượng, tiết kiệm. Cái máy phát điện chạy vỏ composite, còn vỏ gỗ thì tầm 3 tấn trở lại, lồng 83 ly. Máy rất là êm nha các chú anh chị. Rất là đã. Cho qua nước luôn rồi, test thoải mái. Không hơi hám gì hết nha bà con nha. Thì liên hệ con này, nó nặng tầm khoảng 7 mấy 8 mấy ký vậy bà con. Ai có nhu cầu liên hệ với em. Dạ, coi máy tại Bến Tre. Rồi, hẹn gặp lại bà con vào những video tiếp theo. Và dạ, xem kênh, bấm vào nút đăng ký bên dưới để cập nhật những mẫu ghe máy mới nhất đều tháng nha. Hôm nay là dành cho những cô chú anh chị chạy máy phát điện vỏ composite hoặc là ghe dưới 3 tấn nha. Cảm ơn bà con. Hẹn gặp lại. Nẹt cái nữa đi rồi kết luôn cậu ơi. Ngâm ngâm á, nẹt luôn. Ngâm ngâm mà nẹt căng lên cái. Ngâm 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 lại đi. Ừ. Còn nha cô chú anh chị. Hiện tại thì ốc khóa ga này còn. Bà con ai có nhu cầu thì cứ liên hệ. Hẹn gặp lại bà con vào những video tiếp theo. Tạm biệt. Bye bye. Chúc thật nhiều sức khỏe. Rồi tắt luôn.